Sau tháng cuối năm, ba con giáp trời ban phát tài, trúng số, gặp nhiều may mắn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trên thế gian này, vạn sự vạn vật đều có quy luật của nó. Một khi đã tìm ra quy luật của số mệnh thì cũng không khó để suy tính ra vận mệnh của cuộc đời. Nhưng suốt cuộc, đoán mệnh chỉ bằng cải mệnh. Vận mệnh đời người, 3 phần do trời, 7 phần là do con người tạo ra. Vậy nên, giàu sang vinh hiển hay nghèo đói bần cùng, phần lớn đều nằm trong tay của mỗi người. Muốn cải biến số mệnh, trước hết cần điều chỉnh tư tưởng, tu chính lại hành vi của bản thân. Đồng thời, phải luôn cố gắng nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành mục tiêu, không bỏ cuộc giữa chừng. Có công ngày sắt, có ngày nên kim. Theo tử vi học, đích thực là có một số con giáp sau bao nhiêu vất vả xây dựng sự nghiệp, cuối cùng cũng có ngày trời thương mà đổi vận hồng phát. Trong thời điểm 6 tháng cuối năm Tân Sửu sắp tới, những con giáp này dù trước có khổ sở ra sao, thời gian tới sẽ thành công mỹ mãn trong tất cả các khía cạnh của cuộc đời. Vậy để tìm hiểu xem những con giáp may mắn này là những con giáp nào, xin mời quý vị hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Luật Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Cuối năm 2021, mệnh chủ tuổi Tý đón nhận vận khí hanh thông, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Nhân cử nhất động của tuổi Tý đều chịu sức chi phối mạnh mẽ của cục diện lục hợp thái tuế cát lành, vận trình chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Nếu bản mệnh chủ động nắm bắt thời cơ hội, đảm bảo sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là ở hai phương diện sự nghiệp và tài lộc. Có điều, sức khỏe của bản mệnh không được lý tưởng, có thể phải tốn kém khá nhiều tiền bạc cho phương diện này. Cho nên, bản mệnh cần phải nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan. Có như vậy thì mới tránh được nguy hiểm, bất ngờ. Để nắm rõ vận trình cụ thể, xin mời quý vị hãy theo dõi cẩm năng vượng vận của từng tuổi Tý ngay sau đây. Tử vi tuổi Canh Tý 1960, đích thượng thổ. Nhờ tác động của cục diện tí sửu nhị hợp cũng như thái tuế và tuế can hình thành nên cục diện sát ấn tương sinh, nên về cơ bản như mệnh chủ sinh năm 1960 trong nửa cuối năm 2021 sẽ gặp được khá nhiều may mắn. Bản mệnh được hưởng lợi nhiều nếu tham gia vào các công việc hợp tác, chấp pháp và có cơ hội được trọng dụng. Nhân duyên khá tốt cũng là yếu tố giúp bản mệnh thường xuyên nhận được những sự giúp đỡ, nâng đỡ của bạn bè và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vì công việc khá bận rộn, bản mệnh cũng đã quá cao tuổi nên sức khỏe sẽ chịu ảnh hưởng, tinh thần rơi vào trạng thái áp lực và mệt mỏi trong thời gian tới. Tử vi tuổi Giáp Tý 1984, hải trung kim. Nhưng mệnh chủ tuổi Giáp Tý trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu gặp cục diện tí sửu nhị hợp có thể đem lại nhiều cơ hội cho bản mệnh. Song tuế can hình thành nên cục diện tân kim thiên ấn khắc sát mộc tương quan cũng đem lại những tác động nhất định. Về cơ bản, bản mệnh vẫn phát huy được sở trường của mình, được cấp trên yêu mến và tôn trọng. Việc hợp tác với đồng nghiệp và đối tác cũng sẽ ra vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn phải chịu một số ràng buộc nhất định, không thể tự do làm mọi việc theo ý muốn của mình. Đồng thời, trong thời gian này, nhân duyên phát triển tốt, cùng với một vài khó khăn và trắc trở, bản mệnh có thể nhận ra ai là bạn bè thực sự tốt
hoặc đem lại tác động tích cực đối với bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Tý 1996, sản Hạ Thủy. Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, những mệnh chủ sinh năm 1996 sẽ có một khoảng thời gian dài, đầy triển vọng. Bản mệnh còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân. Mối nhân duyên tốt đẹp cũng giúp bản mệnh làm quen được với nhiều người bạn bè tốt, có tác động tích cực đến sự nghiệp. Những mệnh chủ còn độc thân sẽ nhận được sự quan tâm, chú ý từ người khác phái, thậm chí có cơ hội thành đôi với những người mình yêu mến. Tuy nhiên cần lưu ý, tình trạng sức khỏe của bản mệnh không được ổn định, không nên cậy rằng mình còn trẻ mà sinh hoạt thiếu điều độ. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hành thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Tý hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tăng hộ khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Tý tăng may mắn, chiêu tài lộc, các lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển trong mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Dậu. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy tuổi Dậu được tam hợp kim cục hỗ trợ, vận khí hành thông, đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá ở nhiều phương diện. Có thể nói thời điểm này tuổi Dậu gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi vừa có quý nhân vượng, lại thêm bản mệnh được tỷ kiên thôi thúc, tuổi Dậu mưu sự lớn dễ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư có thịnh thắng lớn. Đa vậy, bộ đôi tinh tú Bạch Hổ và Phi Liêm được ví như hổ mọc thiên cánh, dù rằng phải đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn, nhưng sau tất cả, sự nghiệp của bản mệnh vẫn thẳng tiến như vũ bão. Đồng thời, thiên ấn cũng mang đến nhiều cơ hội thăng tiến tốt cho cả những mệnh chủ trong cơ quan, nhà nước và làm tư nhân. Ngoài ra, xem tử vi tuổi Dậu thời gian này còn cho thấy rõ, vượng cát thúc đẩy nhân duyên, giúp gia đạo thêm phần yên ổn, tìm duyên thăm sắc. Các mệnh chủ độc thân sẽ sớm yên để gia thất, các cặp đôi đón tìm vui về chuyện con cái. Sau đây là cẩm nang vượng vận của từng tuổi Dậu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969, đại trạch thủ. Bước sang thời điểm nửa cuối năm 2021, sửu Dậu bán hợp lại thêm tuổi can kỳ thổ tương sinh thân kim, mang tới cho những mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu một tương lai hứa hẹn rất nhiều thành công. Công việc có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp hơn. Tài vận cũng rộng mở như các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Bên cạnh đó, vận quý nhân trong thời gian này khá vượng. Tuổi Kỷ Dậu hãy mạnh dạn mưu sự lớn, bởi bản mệnh sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa nhân duyên trong nửa cuối năm là khá tốt, bản mệnh còn có thể gặp được những người bạn có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Dậu 1981, thạch lửa mộc. Tử vi 6 tháng cuối năm Tân Sửu cho thấy cục diện bán hợp thành kim cục mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của những mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Dự án hợp tác xuân sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè ý thức sự đỡ hết mình. Tài chính thời điểm này cũng được nâng cao, cát khí mang tới nhiều nguồn lợi và cả cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn cho bản mệnh. Ngoài ra, bản thân tuổi Tân Dậu tháng 6 vẫn cần có sự chủ động nhất định, tích cực, tự thân phấn đấu để có những bước tiến đột phá trong sự nghiệp hoặc những kế hoạch mà mình đang theo đuổi. Tử vi tuổi Quý Dậu 1993, kiếm phong kim. Xét về tương quan thái tuế, trong 6 tháng cuối năm, mệnh chủ tuổi Quý Dậu gặp cục diện bán hợp kim cục. Tuổi can tân kim tương sinh quý thủy báo hiệu nhiều đổi mới, nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón. Trong sự nghiệp sẽ có nhiều cơ may thăng tiến, có lợi cho các hạng mục, dự án hợp tác, mưu sự được quý nhân chỉ đường, nâng đỡ nên sẽ thành công. Đồng thời, trong thời gian này, bản mệnh có nhiều cơ hội để có thể giải tỏa áp lực tinh thần như đi du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hoặc ẩm thực.
Tuy nhiên, thầy Sa Cát cũng khuyên vị chủ thầy dậu cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để kích hoạt vận khí tác lành, thúc đẩy công việc được hành thông, giúp sự nghiệp tiến triển một cách tốt đẹp. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, đồng thời từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đặc biệt khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ từng cho bản mệnh phát triển trong mọi khía cạnh trong thời gian 6 tháng cuối năm sắp tới. Hơn thế nữa, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho những mệnh chủ tuổi dậu. Thứ ba, tuổi thân. Tử vi năm 2021 cho thấy mệnh chủ tuổi thân đang được thái tuế tương sinh, lại có thêm chín ấn nâng đỡ, vận trình tổng quan nhìn chung khá cát lành trong 6 tháng cuối năm. Cục diện tương sinh giúp công việc của tuổi thân thêm thuận lợi, dù thời gian này khối lượng công việc nhiều, ép tiến độ mạnh, áp lực và căng thẳng. Cộng thêm chín ấn giúp lộ trình thăng tiến thêm hành thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Lòng đức thiên hỷ cát tinh cũng hỗ trợ nhân duyên tốt, vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với những người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ. Đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, giai đoạn yên ổn hơn trước. Tuy nhiên trong thời điểm này, cần có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân, hao tán tiền bạc xuất hiện. Nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh, báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải cổ lỗ. Vì thế bản mệnh rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Sau đây sẽ là vận trình của từng người thân trong 6 tháng cuối năm, tử vi tuổi Mậu Thân 1968, đại trạch thủ. Trong điều cuối năm Tân Sửu, điềm báo tử vi cho thấy mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nên chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình, dành thời gian nghỉ ngơi lấy sức đầy đủ, tránh vì lao lực mà làm suy giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, cảm xúc của bản mệnh cũng rất dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán trường, chi tiến thủ cũng không mạnh, hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón lấy. Tuy nhiên, đào hoa thời gian này khá vượng, đường tình duyên của gia chủ cũng suôn sẻ và đón nhiều hạnh phúc về gia đình và người thân. Tử vi tuổi Canh Thân 1980, thạch lựu mộc. Vận trình của mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong 6 tháng cuối năm 2021 không có điều gì đáng phải lo ngại. Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của bản mệnh. May mắn trong công việc, mệnh chủ sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của tuổi Canh Thân trong thời gian này khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992, kiếm phong kim. Tử vi nửa cuối năm Tân Sửu 2021 cho thấy sự thổ tương sinh với thân kim rất tốt cho vận trình của mệnh chủ đến Nhâm Thân sinh năm 1992. Cách khí sẽ đến với mệnh chủ ở đường công danh, mệnh chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản mệnh là chủ yếu. Chỉ cần bản mệnh tích cực, chủ động phấn đấu, chắc chắn sẽ đạt được những thành tích đáng nể. Hơn nữa, sau khi nghỉ chiếu rọi đào hoa, tình duyên tuổi Nhâm Thân khởi sắc, có thể đón tin vui trong thời gian này. Đặc biệt, thời gian khác phần khuyên mệnh chủ tuổi Thân nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh báo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian sắp tới. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi của ba con giáp gặp may mắn, phát tài trong 6 tháng cuối năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua.
Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.